Yên này, xã Khải Xuân đúng không? Và Đồ Gỗ Tú Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 25 tháng 1 của âm lịch của năm 2021 ấy. Và tôi đang có mặt tại nhà anh Kiên ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để bàn giao cho một chiếc sập thờ mẫu Mai Điểu, chất liệu đồ gỗ mít chân 24 và có kích thước là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Đây là trên hình ảnh quý vị ra. Nhà anh chưa được giờ nhá, và đang để tạm ở ngoài sân. Vâng, để ngày mai được giờ được ngày thì anh mới cho vào trong nhà. Vâng, trên hình ảnh quý vị đây là anh Kiên chủ nhà, và anh đang sang để ký duyệt mộc rồi, và hôm nay hoàn thiện nên anh trở sang cho anh. Vâng. Thế anh Kiên xin lời cảm nhận này, anh cảm thấy chiếc sào thờ này có ưng hiếm ạ? Vâng, cảm ơn. Vâng. Đây anh kia anh đã lời cảm nhận chân tình và anh đã khen chiếc sập rất đẹp quá nhá. Và bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc sập thờ như của nhà anh Kiên ở Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ này thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Cơ sở em nằm tại xã Văn Cúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ như đồ thờ, rồi giường tủ, bàn ghế, các loại đồ gỗ nội thất trong nhà. Vâng, em là thi công lắp đặt tại nhà. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu cứ liên hệ cơ sở em nhé. Vâng, đây quý vị nhìn này, chiếc sập là mẫu Mai Điểu, chân là chân 24, đục ở giữa là có rơi là các chữ chữ Phúc. Vâng, rơi các chữ Phúc rất là đẹp, mẫu Mai Điểu. Cổ ở giữa là đục cả cuốn thư, hai bên là rồng hóa chầu quay vào. Vâng, rất là đẹp, rất đẹp quá. Chiếc sập là rất chững chạc, chân rất là hoành tráng các bác nhá. Còn thì bác nào có nhu cầu thì cứ xin liên hệ cơ sở em nhá. Ok, chào.